Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã công bố kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người thiệt mạng tại số nhà 37 ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Theo kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, nguyên nhân gây cháy là do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng đặt gần tường phía nam tầng 1 bên trong khu nhà ở nhiều căn hộ. Lửa sau đó lan ra các hộp công tơ điện và gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, khiến 56 người thiệt mạng. Mặc dù có thông tin trái chiều về nguyên nhân gây cháy, việc chủ nhà trọ và chung cư mini tăng cường an toàn bằng việc cấm sạc xe điện dưới hầm và tầng để xe, cũng như tương tác với người thuê nhà về cách sử dụng xe điện là biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn.